3 ngày sau khi AFF Suzuki Cup 2020 khép lại, trang ESPN đã công bố đội hình tiêu biểu của giải đấu. Không có gì ngạc nhiên khi hai đội lọt vào chung kết là Thái Lan và Indonesia chiếm thế áp đảo với lần lượt 6 và 3 đại diện, chỉ để lại 2 suất cho Singapore và Việt Nam. Nhưng đây cũng chỉ là bình chọn từ cá nhân nhà báo Gabriel Tan của ESPN. Vì thế, nó không thể tránh khỏi sự chủ quan khi một loạt cái tên nổi bật như Asnawi, Mangkualam, Thirathon Bunmathan và đặc biệt là Nguyễn Quang Hải đều bị bỏ qua. Thủ môn Hassan Suni của Singapore. Ở vị trí thủ môn, người được chọn là Hassan Suni của đội tuyển Singapore. Đây chính là cầu thủ già nhất ở AFF Suzuki Cup 2020 khi đã hơn 37 tuổi, nhưng cũng là chốt trận đáng tin cậy của đội chủ nhà. Và tuy kết thúc giải đấu bằng chiếc thẻ đỏ trong trận bán kết với Indonesia, lão tướng này lại có tới 20 pha cứu thua, nhiều nhất trong số các thủ môn tại AFF Suzuki Cup 2020. Hậu vệ phải Narubadin Wirawatnadom của Thái Lan. Đây là vị trí mà cả Narubadin lẫn đội phó Asnawi Mangkualam của Indonesia đều xứng đáng. Nhưng hậu vệ của Thái Lan đem lại sự cân bằng hơn cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài việc đảm bảo an toàn cho hành lang phải của hàng phòng ngự, cầu thủ 27 tuổi này còn có 3 đường kiến tạo. Và sau khi vắng mặt ở hai kỳ AFF Suzuki Cup trước đó vì chấn thương, chức vô địch này là sự đền bù xứng đáng cho Narubadin. Trung vệ Alfeandra Dewangga của Indonesia. Trước khi giải đấu khởi tranh, cái tên Alfeandra Dewangga vẫn còn ít được biết đến ở ngoài biên giới Indonesia. Nhưng cầu thủ 20 tuổi này đã chứng tỏ được rằng anh chính là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội Á quân AFF Suzuki Cup 2020. Ở giải đấu này, Dewangga đã có 33 tình huống giải nguy và ngoài vị trí sở trường là trung vệ, anh còn có thể đá tiền vệ phòng ngự. Trung vệ Krisada Kaman của Thái Lan. Ngoài sự bùng nổ của hàng công, hàng thủ chắc chắn cũng có vai trò rất lớn trong chức vô địch của Thái Lan. Và AFF Suzuki Cup 2020 là một giải đấu tuyệt vời của Krisada, người đã vô hiệu hóa các chân sút của Việt Nam ở hai trận bán kết. Vốn xuất thân là một tiền vệ, Krisada cũng đóng góp rất nhiều vào những pha lên bóng từ tuyến dưới của Thái Lan với 374 đường chuyền, chỉ kém đồng đội Thirathon Bunmathan. Và đừng để vẻ ngoài bặm trợn của Krisada đánh lừa vì thực ra anh mới 22 tuổi. Hậu vệ trái Pratama Ahan của Indonesia. Lẽ ra đây phải là vị trí của Thirathon, cầu thủ từng khoác áo câu lạc bộ Yokohama ở J-League luôn chơi ở đẳng cấp rất cao. Nhưng Pratama Ahan cũng là một phát hiện của AFF Suzuki Cup 2020. Cầu thủ mới tròn 20 tuổi khi giải đấu diễn ra là một mũi tấn công nguy hiểm bên cánh trái của Indonesia. Và sau những màn trình diễn ấn tượng tại Singapore, anh đã lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ Hàn Quốc. Tiền vệ trung tâm Fittiwat Sukit Thamakul của Thái Lan. Trong đội bóng mà các cầu thủ luôn muốn lao lên phía trước của Thái Lan, Fittiwat chính là người giúp họ cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Chiang Rai United đã có một giải đấu xuất sắc ở vị trí mỏ neo trong hàng tiền vệ thành kim cương của đoàn Heo Chiến. Huấn luyện viên Mano Polking từng mô tả tiền vệ có lối chơi thông minh và chắc chắn này là một chiến binh ở tuyến giữa của Thái Lan. Tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức của Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có thể thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch, nhưng đây là một màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn của Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ của câu lạc bộ Viettel đã được nhà báo Gabriel Tan của ESPN gọi là vị tướng ở tuyến giữa của Việt Nam. Và tuy hầu hết các đối thủ chỉ tập trung vào Quang Hải, chính Hoàng Đức mới là nhạc trưởng thực sự của đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo nhờ khả năng chia bài tuyệt đỉnh và tần suất hoạt động không biết mệt mỏi. Cầu thủ chạy cánh phải Witan Suleiman của Indonesia. Thêm một tài năng trẻ của bóng đá Indonesia. Chứng kiến những gì Witan làm với trái bóng trong chân, người ta sẽ hiểu vì sao anh có thể chơi bóng tại châu Âu trong màu áo câu lạc bộ Lechia Gdansk của Ba Lan. Cầu thủ 20 tuổi này đã trở thành cơn ác mộng của các hậu vệ ở AFF Suzuki Cup 2020 nhờ tốc độ và kỹ thuật của mình, dĩ nhiên trừ trận gặp Việt Nam. Hậu công Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Chanathip từng vắng mặt ở AFF Suzuki Cup 2018, giải đấu mà Thái Lan bị loại ở bán kết. Nhưng ngay khi trở lại với tấm băng đội trưởng trên tay, Messi Thái đã lập tức biến đàn voi chiến thành một đội bóng khác. Ngoài khả năng cầm bóng và kiến tạo với kỹ thuật hoàn hảo, Chanathip cũng luôn biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quyết định. Anh đã thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao với những cú đúp vào lưới Việt Nam và Indonesia ở bán kết và chung kết của giải đấu. Cầu thủ chạy cánh trái Supachok Sarachat của Thái Lan. Trên lý thuyết, Supachok có thể chơi ở cả cánh phải hoặc tiền đạo lùi, nhưng dù đá ở vị trí nào, cầu thủ 23 tuổi này cũng có thể tạo ra đột biến nhờ kỹ thuật và khả năng chạy chỗ thông minh. Không chỉ gây ấn tượng ở khả năng quấy rối các hàng phòng ngự, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Buriram United cũng đã có cho mình 3 bàn thắng tại AFF Suzuki Cup 2020. Trung phong Therasin Dangda của Thái Lan. Rõ ràng không ai có thể cạnh tranh được với Therasin Dangda ở vị trí trung phong cắm.
Ngoài vốn kinh nghiệm dày dạn ở tuổi 33, tiền đạo này vẫn cho thấy mình ở một đẳng cấp cao hơn so với phần còn lại. Với 4 bàn thắng, anh cũng trở thành đồng vua phá lưới của AFF Suzuki Cup 2020 và còn trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu với tổng cộng 19 pha lập công. Huấn luyện viên Alexander Polking của Thái Lan. Có lẽ cũng không ai xứng đáng bằng Alexander Polking để dẫn dắt đội hình xuất sắc nhất của AFF Suzuki Cup 2020. Vì tuy được sở hữu một dàn cầu thủ tài năng của Thái Lan, nhưng chiến lược gia người Brazil mới bắt đầu nắm quyền từ tháng 9. Ngoài ra, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy sự tỉnh táo và linh hoạt hơn về mặt chiến thuật so với các đồng nghiệp tại giải đấu năm nay.